Xin chào toàn thể các bạn trên kênh của ông Giang Vlog. Trong clip này ông Giang xin giới thiệu một sản phẩm phòng lấm chống thối lá, rụng lá, vàng lá. Đó là Man Xanh nhập khẩu từ Ấn Độ, được phân phối độc quyền trên kênh ông Giang Vlog. Man Xanh Ấn Độ có tính chất bám dính cực tốt, làm bảo vệ mặt lá do lấm gây ra và phát triển trên các loại cây, đặc biệt là cây đào. Man Xanh Ấn Độ dùng cho mọi loại cây trồng, riêng cây đào chống vàng lá, rụng lá rất hữu hiệu. Man được phun định kỳ tháng 2 lần cộng với các loại thuốc đều không ảnh hưởng. Với lá đào, nếu giữ được màu xanh đến khi tuốt lá thì dinh dưỡng cây đào rất tốt để tạo lụ tạo hoa. Cây đào phát triển được là do bộ lá giống như lá phổi con người, để quang hợp ánh sáng, chúng hít khí carbonic ban ngày và nhả khí oxy ban đêm. Lá đào và rễ đào liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu lá đào màu xanh thì bộ rễ màu trắng vàng. Nếu lá đào màu vàng thì bộ rễ sẽ thâm đen. Và ngược lại, nếu bộ rễ bị thâm đen thì lá đào sẽ bị vàng. Chính vì vậy, phun man tháng 2 lần không ngoài mục đích bảo vệ lá đào. Tưới humica kích rễ là để phát triển bộ rễ và cung cấp chất cho lá đào, nên phun 0,5 nạng trên bình 20 lít để phòng các loại lấm. Thầy giới thiệu cái man để phun cam. Quay đây. Giới thiệu chưa, nó chia sẻ với bà con mới. Đây, vườn cam phun loại này. Man của ông Dông nè. Man Ấn Độ. Nào quay đây để chụp cảnh. Lốc này. Đâu nhìn đấy, để trường thấp ghê xuống nó chứ vừa đâu lưng lên đấy, đấy đúng rồi. Rồi đây là vườn cam này, đây các bác nhìn quả này, bác nào lấy được vườn cam này, đây cũng phun man đấy phải. Thuốc gì nó bám trắng? Nhện. Nhện, nhện đỏ. Cái này cũng phun nhện đỏ à? Nhiều nhện. À thì à? Nhện. Tức là bao nhiêu ngày thì phun được? Xem nó có thì phun, chả biết. Nhưng mà một tháng ấy hả? Qua từng đợt, qua tháng, 2-3 tháng không có. Đúng này. Đây các bác nhìn này, cây để xài. Thế là cây cam này là tháng mấy mới đầu nó ra hoa? Tháng giêng gì? Các bác nhìn vườn cam sai không? Bác làm muốn cam đường canh phải không? Đấy. Cây này độ bao nhiêu tạ? Tạ cây sai tạ. Hả? To được tạ. Được tạ không? Thế là giống này phải đi chậm nhọn xem. Đây là em quả chín vào đây một chích in thì đẹp lắm nhỉ. Nó đỏ xong rồi quay phim thì đúng chưa? Đỏ lắm lộ ra. Nó xanh, nó lẫn vào lá. Lẫn vào lá, nếu quay sát rồi thì sẽ nhìn thấy. Xài lắm ngọc đề. Không luôn. Chùm này cho là bao quả ra hết đây đây hả? Đây là một chùm này này. Này thì nó, cái này là nó ra hết. Ui dồi ôi. thành dây rồi. Dài nhé. Các bạn nó làm thành dây. Được bao nhiêu, cũng bao ngày nữa thì ấy được. Bao nhiêu ngày nữa, thì bán được. Tháng rưỡi nữa. Tháng rưỡi nữa. Đẹp lắm đúng không ạ? Cái này là quả này là bị ấy. Quả này giam nắng. Giam nắng quá được. Vẫn được nhưng xấu. Ui, xem chùm chùm này được. Lại này được. Thầy đứng rồi vẫn quay mặt đây, lưng cái chùm lên. Lưng cái màn lên. Đấy. Đâu có nhìn thấy mặt. Quét. Đâu. Đâu, hai chồng đứng chụp ảnh như cái thế nào. Xanh thì mới quay quảng cáo đẹp nhỉ. À, cái này bị gãy à?
Ui, cái chùm này mới sai này. Đây con. Gì nhỉ? Nhàn đứng ở đây xong làm cảnh. Đứng ở chỗ đây. Đứng ở chùm sai. Để lấy ảnh cái làm gì nữa. Đấy, nhìn đây, đấy. Nhìn đây. Đấy, đợ đợ vào tay thế thế. Đấy, đợ chùm đấy. Nhìn đây. Giờ tí chắc đâu chùm nào, ra xem nào. Tối là cái quả có Zalo nhỉ, quả nhà nó Zalo. Đâu? Hay đứng đứng đứng. Đấy nhà đây. Ấy có Zalo, có Zalo anh gửi cho cái ảnh. Vặt quả đi làm gì? Nhìn đây. Cười tươi đấy. Đấy. Đấy có. Sảng. Cười sảng đi. Hả? Cái này gãy do bão hay là? À, nhà em cắt đi. Sao cắt đi? Nó hỏng. Ý là nó hỏng. Thế sao cái này không bôi cái sẹo vào? À không, bôi vào là an toàn, nó tốt hơn đi. Nó đỡ mục đấy. Đây viên làm khoanh này. À đây khoanh đây à? Một nhát, hai nhát, ba chứ nhát, không... bốn à. Nhát. Đây là khoanh bắt quả. Đây còn đây là khoanh giữ lọc. Anh ngán là 1 phát, 2 phát, 3 phát, 4 phát, 5 phát. Cây này là khác đó, phải khoanh thì mới giữ được quả. Nếu mà khoanh mà xót phát là lại dụng hết. Tức là không khoanh thì dụng. Ừ, không khoanh không được. Nhưng mà khoanh xót đã. Nhưng mà thầy không tìm hiểu về tại sao phải khoanh này. Thế là khoanh này nó giữ nó dai quả. Cái kia nó đẩy lọc, cái loại này nó khỏe, nó đẩy lọc là nó... Không khỏe nhưng nó phải đi nói cho thì nào nha. Thì là nó khoanh để giữ lọc. Không để cho lọc ra cái là dụng. Nhàn mấy người đứng ở hạ trong làm kiểu. Hai chồng để anh. Cái đấy. Nhanh. Đấy cái này là xấu á. Cái này đẹp này. Đi. Hả? Nó đang có ánh sáng đẹp. Cái đấy nó đây đứng vào đây. Đây á. Ừ. Đây là chỗ này giờ sai đấy. Chỗ nào? Đi. Đẹp thế nhỉ, đồng quạc lên. Tổng là lấy khoảng bao nhiêu cây này? Có 100 cây. 100 cây này thôi? 100 cây thôi. À đây có 2 luống thôi hả? Từ đây là máy có kia này. Ở bên này là vườn nhà khác rồi đây. Đúng. Đây luống này là hết rồi gì? Đúng. Đây là góc kia, bên kia. Ruộng này mà lên được 50-60 phân đất nữa thì đẹp. Nhìn. Đổ lưng dần lên đúng luận ạ. Hả? Anh nhìn nó lất à? Nó lất hay là ủ chuối sạch thế nhỉ? Hả? Bây giờ nó vàng đi nhìn đẹp. Đâu? Anh nhỉ? Bây giờ nó vàng đi đẹp. Nó chín đỏ. Tháng chừng được bao nhiêu ấy? Đây, đây còn chú rồi. Nào nhìn đây, nhìn đây. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây vào cho nó. Bắt đem từng ảnh nhẹ xấu. Đó, cười bạn. Nhìn nó máy này nó mới đẹp, mà khi nó không trông ảnh nó mới đẹp. Được rồi. Xài thế cơ bạn. Tổng áng chừng nó bao nhiêu? Bao nhiêu tấn? 6-7 tấn. Đâu có vườn này đó gì? Sáng năm em là vườn này. Cái vườn nào? Vườn nhà, sang bên đó. Cây này thì nhìn này. Nhìn ba. Như kiểu tranh tứ quý nhỉ. Đúng rồi. Quá đẹp. Đây. Những cái quả này là có được. Mai nó chín này này bị rắn nắng. Vỡ ra này thì hỏng. Đâu? À lứt à. Ừ, thỉnh thoảng nó lứt à? Nó sao lại lứt nhỉ? Không gì nó cắn. Có hả? Điểm. Nó cái nó khắc dụng đi phở. Có mỏng dính. Ăn này rồi. Đúng rồi. Ăn nó qua là nó không có. Đồng cái cành như này nó bao nhiêu cân? Đúng rồi.
Đây này, cây này là ăn chừng bao nhiêu? Cam này nó năng suất lắm. Không, không là cây này ăn chừng được bao nhiêu? 60 cân. Ừ. Tức là mình ăn chừng mình đoán. Thì đa số là tổng bao nhiêu cây? 100 cây. 100 cây thì gọi 6. Số là 6 cân. 60 cân, 6 tấn, đúng rồi. Gọi 6 tấn. Cây tạ nó xài lắm. Hả? Không. Có cây nào tạ? Cây vườn lẫy. Thế này là ấy sang tháng rồi trông rồi. Trông không? Hai chồng ngủ đây. Đâu? Vật lộc. Vật lộc cái quả lấy à? Vật lộc là trong năm bắt rồi. Cái gì? Trong năm bắt mà. Vật lộc thì ảnh hưởng đến quả không? Không. Giống này thôi. Ừ. Phun cái trận đoạt được không? Trời, anh quay một lúc cái báo em xem thì đã có bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu người xem rồi nhỉ? Có 3 tiếng rồi. 3 tiếng bao nhiêu người? Căn là mình đà thế nó trở nên đông người xem. Vườn này. Cái này thì trứng cả. Ui, tiếng mới nổ. Nhưng mà ấy hai vợ chồng đứng xem là chụp cái này là nó đứng vào nhà anh như ông Hương là để làm cái tranh như kỷ niệm nữa con cái luôn đấy. Nào lên hai vợ chồng lên đứng sát vào cái chùm đấy hả? Nào là nhàn thì ông đáng chụp đôi làm kỷ niệm nay mai lên clip nay mai về thế giới bên kia qua nó vẫn nhìn thấy đấy, thấy vườn cam vẫn cam hai vợ chồng đấy, được không? Đấy. Được như hoa. Cái này nó là kỷ niệm đấy. À, ừ, thế không lất. Tại sao mình tìm hiểu cái lất của nó chứ? Lất này nó chấm cái là va đập cái gì nó vào cái là nó năm cứng. Ngoài, năm vừa rồi anh bị bão. Ở trên vào nó sất sát. Năm ngoái hiểu. Quay vườn cam nhà ai chứ đâu nhỉ? Quả trong. Quên. Quả mỏng dính. Mong mong nước. Tức là cam đường canh. Cam đường canh, loại này đắt tiền nhất đấy. Đúng rồi, ăn ngọt Tết. Cái này mà Tết thì nhất thì rượu. Nó đẹp anh nhỉ. Rượu say. Cái này được tạo cái đính cái này. Cái to. Được không? Nhỉ. Yeah. Hôm nay là năm kia chưa đạt mấy. Ừ, sang hẹn sang năm. Cây này được tạo. Cây này gốc khoảng độ bao nhiêu? 4-50. Cũng có rồi. Cái gì? Có. Chỉ nó bay à? Thế phải phun phòng à? Cái này phải phòng. Hôm nay ở khu này sợ nó mưa. Cái này giống lá chanh như cái chanh ấy nhỉ? Giống chanh tứ quý. Là chỉ gần giống chanh. Thuốc gì thuốc chỉ ấy thôi nhỉ? Dài ghê. Dài. Bình thường anh chị mới nhận rất to rất ác lắm này mua cơm mua ấy mua cam cái ông mấy lớp này ông ấy cứ tích quay ông có nhau ông bán phân cho để mỏng lắm là cháu là làm cái gì đấy 20 tấn cam thằng đấy quả nó mỏng cũng dụng rất nhiều, dụng nhiều nhưng mà xiên về nào nó ơi, cam là chỉ quay vớt. Thế nhà em trồng gì? Mỏng lắm, nó sai mà. Trồng cây không ở trên này. Cây gì? Chính mình đang dùng cam, cam chưa có quả. À, sang năm có quả. Nó xuống đây nó qua đây nó xem nhé. Nó vào đây nó xèo. Nó vào đây nó lá đẹp thế này mà quả kém, nó lá thì đẹp. Nhưng mà quả kém á? Nó bắt sai. Ý là không được sai lắm. Ý là đầu cành là nó chưa được nó chưa được sai, cái gầm thì là đẹp nhưng mà cái đầu cành này này, đầu cành này nó phải sai nữa này, ví dụ thế này nó vẫn chẳng trước đi. Đây, ví dụ đầu cành là đúng ra nó phải như thế này nhưng làm đúng không mà được. À đây cái gì? Cái này nó rũ ra cái thì nó đẹp. Đấy, đầu cành này nó ví dụ thế. Nó lại sang năm lại bắt tiếp. Nó khỏe thì lại bắt. Có phải là buộc chổng lên đâu nó vẫn chổng ấy. À thế, nó hồi sang năm mà ông mà không bắt là nó cái cành khô cành này nó chết cành sao thế nhưng cành tăm này chết hết nó không bắt quả sang năm là chết hết cành mà bắt chứ nó bảo là cây này mà không bắt là như này không bắt đấy nó xem cây nó bảo lá đẹp cái này không bắt là không bắt sức phúc có vòng
nó xuống định ghép cho thằng Phong cái vườn đây này. Nó bảo cây thằng Phong yếu. Vườn gì? Vườn cao mình đéo. Thế sao nó biết nhỉ? Hay làm kinh nghiệm nó biết chứ, nó nhìn cây. Thế thì cây nhà tao bỏ 4 năm mà tao lại chăm được thế kia mà lại bảo cây đấy yếu thẳng hay đéo phải thọ. Thằng đi đang trên video. Thế nhà mình đã bỏ thì chả sâu gì à? Làm cho nó cái. Hỏi em. Đang trên video với nói tất cả người ta nghe đấy. Chả thế cây yếu thế còn nên đẹp thế, chăm nó phải do phân đúng không? Video nói thế là được. Cây yếu thế bỏ 4 năm mà vẫn chăm được nên tốt mượt thế thì vẫn là người thế. Không như cái này công nhận cây cam kỹ thuật cao nhỉ. Cô đòi hỏi kỹ thuật cao thật. Cái lúc đấy cái vườn cam không cao không làm gì được. Không làm gì cái này. Rơi tại cái này là cây này lại phải thiến phải tiễn. Phúc rồi. Năm nay có bông. Năm nay nó phải được nhiều ấy, nó bạn nó ở cỡ 20 tấn ấy, nhưng mà dụng đi cũng nhiều. Nó bão dụng mất nhiều. Nhưng mà cũng không phải đâu, mình chăm nó phát lên mạnh hết. Nhưng mà bảo lúc khoanh không đâu, kỹ thuật năm phát nó nhìn lên là bảo hả thế thế hả cũng như mình năm phát thế thằng kia chắc là lên vét mạnh hơn. Vườn nhà La Sơn kia cây bưởi to khỏe như thế sao cây vẫn đơ nó lên thế thì rất là do chăm, thế có ai bằng vườn nhà tao 4 năm bỏ cỏ thế vẫn đơ sâu còn như gì thế mà giờ lên như rau muống. Thế cây đấy sang năm bắt được không? Bắt cây này sang năm phải được tạ nếu mà bắt được nhỉ, vườn này này hơn tạ không sang năm mà năm tạ hơn tạ năm nay nó thế này sang năm còn to hơn nữa. Ừ phải do bắt đẹp đây là như cây này nhỉ, cây này cam sẽ đẹp nó sai cái là cây này cây rất là sai đều quả. Hôm nay ông Rong lắp vào cái ghép hôm nay ngoái quay ở vườn ở đâu nhỉ, ở trên quay bây giờ chưa cam chưa đẹp, phải bao giờ cam ngả màu đỏ vàng vàng ấy, thì nó mới lỏi. Đấy là ngả màu bắt đầu chuyển màu vàng chín rồi. Cái này luôn biết đấy. Cái này mà áo tân thời mà vào đây một quay thì thôi rồi không nhỉ? Chụp ảnh nhỉ. Cam này chưa đẹp, đúng cam này đang xanh. Đỏ đỏ lên, bây giờ cái lá xanh với cái quả nó lẫn lộn với nhau. Cái này lại sai. Sai rồi. Tương đối sai. Tinh nhìn theo còn thanh nhẹ. Làm sao thấy nhện được? Có mắt của nó bay. Nhện này nó bay. Có nó ấy ngay. Con nhện nó trắng phải không? Con nó đỏ. Đỏ. Con nó đỏ. Thế lá non là không có, này lá già chắc. Thế là nhện đỏ là bao nhiêu ngày hút hay là phun phòng? Nó có. Nó có thì đa phòng thôi. Không phòng có thì phun. Tháng phun hai lần. Không không cái này có bệnh thì phun hai ba hôm cho nó lại có. Bây giờ quay video không là nếu mà không nếu có mà nhạy. Tốc độ mà quay video thì phải thế này này. Đây này, nhìn thấy cam thế này. Lưng thế này, bây giờ cái độc những cái cành kia nó chuối cam nó giúp chứ. Bắt đầu ngả màu vàng ấy. Ừ, vàng nó lộ. Như cành này mà ngả màu vàng thì quay thì nó mà. Kiểu này này, bây giờ người ta treo chứ bây giờ nó phải thế này thì nó mới lộ lên quả đúng không? Đúng rồi. Nó giúp chứ. Bây tháng giờ nữa, không? À 2 tháng nữa. À, quay video thế tháng kia. Tháng 9, tháng 10. Tháng rưỡi nữa thì tháng 10, tháng 11. Tháng 11 đó đỏ à? Cái lá này nó tròn hết này, nó không lộ cái quả ra. Thế nhà em giờ mới học mới ấy à? Vâng, nghe em chết, bây giờ mới làm. Sáng năm lại bảo ông loạn ông chết cho ông khoanh nhớ. Gì ạ, nghe đẻ làm. Sao ông làm được? Nhà em trước đây ấy. Làm đi, thế thì làm truyền truyền kinh nghiệm cho. Nhà em trước đây là cách đây 5 năm rồi. À, nghìn cây là bán được 10 tấn. 10 tấn bán cho miền Nam, thế nhưng mà cái gốc là cái gốc của gốc cây cam chính diện. Thế là nó mới nhanh hỏng thì bây giờ lại chuyển đổi sang gốc của cây thế, bưởi. Thế là cây bưởi là không được à? Đây gốc cây bưởi nó khỏe hơn. Đây không phải là nhà ghép bưởi đấy. Thế anh có vườn bưởi 50 cây như thế mà. Đây. Đây là gốc bưởi đấy. Ở trên chỗ nhiều thằng nó làm. Thì mới đang nói câu chuyện là đâu ông Luận ông bảo là bưởi à bưởi phải bưởi ấy bưởi gì nhỉ? Bưởi bưởi ghép. Hả? Chiết. Có thằng bảo bán ấy thằng quay lên đấy là bưởi ghép, nhìn gốc bưởi ghép. Bưởi ghép à? Không được à? Không có được, nó không là gì. Thế nó không đẹp. Nó giá nó rẻ thì lấy được. Không rẻ thì nó không thành. Không bằng bưởi chiết. Mà cái bưởi chiết cành dễ chùm. Nó trồng bằng gốc bằng ấy là các bác đánh lên nó toàn cái rễ cọc to bằng ngón chân cái ấy, đánh nó tỏ ra. Rộng hay hỏng. Thế nhưng mà đây cái gốc là cái gốc của cái cành bồng chiết là nó mà nó lại lông nó không ăn sâu cái rễ kia nó ăn sâu. À bồng chiết là không có rễ cọc. Ý thế thì gì? Bồng chiết nó không có rễ cọc. Bồng chiết nó không có rễ cọc mà rễ tơ nó quấn. Rễ tơ nó quấn thì nó bảo treo kiểu gì?
nó ở trong kéo lên quá là ngửa, nhưng nó ngửa đâu thế này là trúc còn đâu như cây này nó chống đây đây kéo gì như cây lại phải kéo thế không đền nào ấy thì biết kéo này cho nó đỡ thôi. Qua xe một quả nó chả thế nên nó mấy quả ít cái quả nó trúc chỗ này trúc như nhỉ, nó còn lõm cũng gãy nhiều cành, nó không treo rồi treo thì sợ nó gãy nhiều cành đâu phải treo không treo chịu làm sao được gió hỏng ngay không treo á Hà Nhàn không treo chịu làm sao được không nên gãy này gãy ngay rồi bão gãy mất độc những cành xài đến khi nào nó cây hẳn không. Bây giờ bác quay ở trong gầm kia nó sẽ ra rất đẹp hơn thế này đấy. Bác để cái máy của bác ở đây như này khác. Bác cứ giơ cái máy của bác ở đây nó khác hẳn ấy. Thế là bác cứ giơ máy như này nha. Đây. Em lộn cho bác. Đấy, đẹp không? Đúng không? Ừ. Đấy, quả sai chưa? Chứ bên ngoài được đồng cảnh đấy. Đâu, nhưng người ta xem mãi thế người ta chán, người ta phải xem cả cái xem cái cô nói chuyện ấy, chứ còn xem cái chủ yếu là quay cô nói chuyện. Chứ còn người ta xem nếu mình có quay mãi hết bộ phim này có ai ta nhìn biết rồi Hà Nhàn dạ này đâu cho nó đi gầm nhiều cái này xanh không nhìn thấy đâu không có nhìn thấy lét đó cái này lét em xem ảnh có lét lét về quay tốc độ 4K lét lắm mai mai lên hình đi bác phải để quả chín mới lên hình nó mới đẹp cái gì đang hơi bác ấy quay bác ấy bán từ hôm bác ấy bảo đào ấy đang bảo là cái vườn này phải tầm hồng hồng mới lên hình mới đẹp người ta quay xanh thế này hồng xanh nó vẻ đẹp kiểu như gái 18 nó xanh nó chưa chín nó cũng đẹp của nó riêng nó không lộ quả ừ. Lá xanh nó che hết lá xanh như lá nhựa tài nó lứt hay là đứa nó chửa nó vặt nhỉ không cái quả mít là thế à gì quả phải nhỉ quả gì nhỉ quả gì mà có chị nếu mà cây bị đơ ấy, thì mẹ bây giờ mới vỡ còn vỡ cả cây luôn khuyến này khuyến bây giờ còn tưới ở vườn khuyến mình chụp cắt đi hết khuyến ấy giống gì đấy không lên được đỏ cây giống gì đấy chứ bây giờ gì cứ cày lên trong hả cháu ở giữa đấy trong lúc chuyện được ấy. Không biết đâu à, cũng tạm tạm được dòng cây túc không mai dòng ừ dòng cây túc ở trong này là ở trên rừng kia có một cây nó lên nọc không phải nó lên cái gì đỏ lừ xong chúng lại cắt đi bây giờ nó toài mầm khác xanh đen nó có bị hỏng đâu mà nó không phải là nó bị gân xanh cái thằng Sức Phúc nó lên nó bảo không phải gân xanh bây giờ anh cắt anh tưới phát nó lên được mà cắt lên gân xanh thôi chứ còn nó bảo không phải gân xanh cái này không phải gân xanh nó chỉ vàng gọi là đói ăn thôi nó là nó thiếu ăn tưới để cho chị ấy chiếc nó ăn nó xoăn này lên đẹp thế xong bắt đầu để vào phát thì lên xem vườn kia khuyến nhỉ một phát là lên những rau muống vẫn khỏe sinh nhân nói thì ra số người ta để người ta nghe nói chuyện nghe chuyện tí lần đa số nói chuyện nhiều nên như rau muống nhiều người ta muốn học nhưng mà tới đây cũng xem cái xong cái vườn nhà em nhiều người ta mới rồng cơ sở nó rẻ trăm người bán vạn người mua luôn đấy ừ, ai học được cứ học thì có phải nhà mình trồng cam nữa không nhỉ? Trăm triệu mượn đâu đầu tư để bỏ mất là phải mất cắp nó sai đầu tư để bỏ mất 100 triệu vẫn chưa ăn thua gì đấy là cả vườn trong kia nữa này mà thêm được 4 luống nữa thì quá công trồng không thật đất ở đây bây giờ em mua được có mấy sọc cỏ nhà ấy đây nữa đẹp quá công nó trồng thằng Phúc đang đến nó xem nó bảo đâu. Vườn đấy mặt quả hơi khổ mận to nó bảo phun cỡ ba nhiều 200 cây thì đẹp bây giờ nhìn nó bảo là cái phun cỡ ba mận 200 cây thì đó là công cũng làm lèo làm lửng ở nhà cần này có phải là nó phun cỡ ba trên Lục Ngạn đa số là trong vườn của nó ở đâu chú hữu chỗ nào nhỉ hay dòng cam này ở đấy người 30 tối về anh đặt cái video đã phát rồi xài lắm Hà Nội Lục Lên Trích In nó tưới cả vườn nó nhất năm ngoái 50.000-60.000 năm ngoái 70.000 ừ nếu mà đẹp ấy nhỏ này anh ơi nhỏ Lục Nam 75.000 hỏi cũng mất như thế. Cái này đắt hơn nó xuống Lục Nam đấy. Ai lấy điện thoại? Lô. Ở La à?
ở vườn cam. Dựa xuống à? Ra vườn cam đi. Ờ, đi với bà đấy. Bà nó cho cái. Nó đi. Nó đi đâu? Bà. Cháu. Nó lại điện, nó lấy điện thoại nhà nó gọi. Lấy điện thoại nhà ấy. À.